Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang trân trọng giới thiệu ông Trần Trọng Tuấn thay mặt gia đình tang chủ lên thắp tuần hương tiễn biệt và phát biểu đáp từ. Xin kính mời ông. Kính thưa linh hồn cụ, bà, mẹ, muôn vạn kính yêu của chúng con. Trọng kính cha xứ, cha quê hương kính mến. Kính thưa quý thầy, quý ban hành giáo cùng toàn thể quý cộng đoàn. Kính thưa các quý vị đại diện cho huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban thương binh xã hội, xí nghiệp giao thông khai thác công trình thủy lợi, phòng văn hóa thông tin, ban chỉ huy quân sự huyện cùng các ban ngành đoàn thể huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Kính thưa quý vị đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ban thương binh xã hội, Hội cựu chiến binh cùng các ban ngành đoàn thể xã Ninh Hải. Kính thưa quý vị đại diện cấp ủy, chi bộ, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, hội người cao tuổi cùng các ban ngành đoàn thể địa phương thôn Đồng Bình. Kính thưa quý cụ ông bà, cô dì chú bác, họ hàng nội ngoại, bà con trong xóm ngoài làng, thân bằng quyến thuộc. Kính thưa quý khách gần xa, thưa toàn thể bà con nhân dân, cụ bà mẹ yêu thương và kính trọng của chúng tôi, cụ Lê Thị Thử, bà mẹ Việt Nam anh hùng, là người phụ nữ mẫu mực trong lối sống đối với tổ quốc. Cụ sẵn sàng hiến tặng hai người con trai thân yêu gia nhập quân đội chiến đấu và hy sinh, góp phần giành nền độc lập tự do cho dân tộc. Trong cuộc sống hàng ngày, dù lao động no toan nhọc nhằn vất vả, cụ không một lời phàn nàn, không một chút riêng tư. Tấm lòng vô tư trong sáng của cụ thật đúng là phẩm chất đức hạnh cao quý của người phụ nữ Việt Nam mà sinh thời Bác Hồ đã dành tặng cho 8 chữ vàng: anh hùng bất khuất, trung hậu, đảm đang. Nhớ thời còn trẻ, sống cùng gia đình, cụ thay ông, thay cha tảo tầm sớm hôm, nặn nội mò cua bắt ốc, cấy lúa trồng rau, phụ giúp kinh tế hỗ trợ mẹ, nuôi dạy các cháu với tình yêu thương đùm bọc, coi con dâu như con đẻ. Mặc dù thiếu vắng sự trụ cột của người cha, nhưng gia đình vẫn ngập tràn sự êm ấm, hạnh phúc. Đối với họ hàng nội ngoại, bà con xóm làng, tình cảm của cụ như bát nước đầy, luôn chu đáo, ân cần, kính trên, nhường dưới, sẵn lòng giúp đỡ mọi người, không suy tính thiệt hơn. Thật là sâu nặng tình Chúa, tình người. Kính thưa quý khách và toàn thể bà con nhân dân, cụ, bà, mẹ rất đối yêu thương và muôn vàn kính trọng của chúng tôi. Tuy đã được hưởng tuổi thượng thọ, nhưng đàn con cháu chắt vẫn hằng mong mãi được bên người, để được hàn huyên chăm sóc vỗ về, được tắm mình dưới bóng mát chở che của cây đại thụ, khi đi xa cũng như lúc về gần. Ôi tình thương của cụ thật bao la và vô tận. Dẫu biết quy luật sinh tử là lẽ tự nhiên, nhưng cứ nghĩ đến lúc phải rời xa cụ, bà, mẹ mà cả gia đình, gia tộc, nước mắt cứ tuôn rơi. Trong thẳm sâu tâm hồn, biết bao kỷ niệm, tình yêu thương, nỗi buồn nhớ ùa về khiến trái tim cứ rưng rưng nghẹn ngào thổn thức. Và điều đó hôm nay đã đến, Chúa đã mời gọi cụ về với Chúa. Linh hồn cụ đã rời bỏ thế gian vào hồi 15:20 ngày 24/10/2018, tức ngày 16/9 năm Mậu Tuất. Xin phép được thay mặt gia đình, họ tộc, con xin chân thành cảm ơn và tri ân cha xứ, người đã hết lòng thương, tạo điều kiện giúp đỡ, không những về phần thiêng liêng mà cả phần khánh tiết, lễ trang. Xin trân trọng cảm ơn cha. Xin cảm ơn cha quê hương đã bớt chút thời gian về kính viếng cụ, bà, mẹ của chúng con. Xin cảm ơn thầy xứ, ban hành giáo, các hội đoàn kim nhạc và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Đài truyền hình tỉnh Hải Dương, huyện ủy, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, ban thương binh xã hội, xí nghiệp khai thác thủy lợi, phòng văn hóa thông tin, ban chỉ huy quân sự huyện cùng các ban ngành huyện Ninh Giang với tình cảm, trách nhiệm,
và sự quan tâm giúp đỡ, đồng thời trực tiếp về kính viếng và tổ chức tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi về an nghỉ ngàn thu vĩnh hằng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thương binh Xã hội, Hội Cựu Chiến binh cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Ninh Hải đã thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, đồng thời trực tiếp kính viếng và tổ chức tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi về an nghỉ ngàn thu vĩnh hằng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cấp ủy, chính, chi bộ, chính quyền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp cùng các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, thôn Đồng Bình đã thường xuyên thăm hỏi động viên để cụ sống lâu, sống khỏe, hưởng tuổi thọ vô cương, đặc biệt là khi cụ yếu đau và trong giờ phút lâm chung. Đồng thời kính viếng và tổ chức tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi về an nghỉ ngàn thu vĩnh hằng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn bà con trong xóm ngoài làng, thân bằng quyến thuộc gần xa đã đến thăm hỏi động viên, thắp nén hương thơm kính viếng và tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi về an nghỉ ngàn thu vĩnh hằng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh em đã giúp đỡ phần huyệt mộ. Xin cảm ơn đoàn bát âm, loa đài, ánh sáng. Xin cảm ơn hết thảy mọi người. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì khiếm khuyết, kính mong được lượng thứ. Sau khi tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi về yên nghỉ nơi vườn thánh, xin kính mời quý khách gần xa, bà con về ăn bữa cơm nhạt, chia buồn cùng gia đình. Xin tỏ lòng thành kính và trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ tang đề nghị các bộ phận đã được phân công về vị trí chuyển bàn viếng để chuẩn bị cử hành nghi thức di quan.